Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế và những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Kiev sụp đổ toàn bộ, Nga buộc 2.000 lính Ukraine đầu hàng. Lực lượng Moscow đang tiếp tục các hoạt động phản công ở khu vực Kursk. Và theo các báo cáo, họ đang tấn công ngôi làng Sverdlikovo gần nhất. Cùng lúc đó, hoạt động của quân đội Nga ở Torez tiếp tục gia tăng và các mũi xung kích đang phát triển trên nhiều hướng khác nhau. Quân đội Nga đã có một số đột phá theo hướng Pokrovka. Hình ảnh định vị địa lý cho thấy sự hiện diện của quân đội Nga ở Lysychka và hiện ở phần cực nam của Selidovo. Phía nam Katerinivka, quân đội Nga đã có một đột phá khác dọc theo các cánh đồng. Ngôi làng đang bị đe dọa từ phía nam và phía đông. Pháo đài Ulenda của Ukraine bị bao vây và bên bờ sụp đổ. Trong tuần qua, lực lượng Moscow đã đạt được thành công ở đây đến mức độ họ có thể yên tâm nói rằng đối phương sẽ hết cơ hội để lật ngược tình thế. Quân đội Nga đã đánh bật quân đội Ukraine khỏi các ngôi làng và hầm mỏ xung quanh thành phố, nhấn chìm Ulenda từ ba phía. Quân đồn trú của quân đội Ukraine đang chiến đấu trong cơn tuyệt vọng. Họ đã bị bao vây, bất lực trước những đòn tấn công bằng binh chủng hợp thành cực mạnh của đối phương. Toàn bộ lữ đoàn 72 Ukraine đang kẹt trong nồi hầm. Kiev đã hết lực lượng tăng cường để giải vây, buộc phải ra lệnh cho đơn vị này tự thủ. Nga liên tục sử dụng UAV giải truyền đơn, gửi tối hậu thư, yêu cầu binh sĩ quân đội Ukraine đầu hàng ngay lập tức. Trên thực tế, họ chỉ còn hai lựa chọn, chiến đấu đến người cuối cùng hoặc đầu hàng, và tất cả đều kết cục thảm họa. Toàn bộ mặt trận Kurakov của Ukraine bị phá vỡ. Các nguồn tin từ mặt trận báo cáo một thành công lớn khác của quân đội Nga ở khu vực Sukurino. Họ đã chiếm được lãnh thổ của mỏ cũ nằm ở phía đông nam của khu định cư này, và do đó tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu vực này gần như bị phá vỡ. Nhiệm vụ của quân đội Nga là vẫn còn phải kiểm soát toàn bộ Sukurino, nhưng đây là vấn đề rất sớm bởi trên thực tế quân đội Ukraine đã hoàn toàn vỡ trận. Ngôi làng bị các mũi xung kích của Nga từ ba phía ép chặt, những điểm cao chiếm ưu thế đã nằm ở phía sau họ. Lực lượng Kiev sẽ khó cầm cự được lâu. Bên cạnh đó, lực lượng Moscow đang tạo ra một mối đe dọa khác lớn hơn nhiều với đối phương ở phía Bắc một chút. Việc đột phá tuyến Sukurino và những thành công ngày hôm nay ở phía Tây Nam Selidovo sẽ sớm đưa quân đội Nga đến việc cắt đứt hoàn toàn tuyến tiếp tế của quân đội Ukraine ở phía Nam và phía Tây thành phố. Cuộc tấn công của quân đội Nga từ Novogrodovka sẽ bao vây thành phố từ phía Bắc. Lực lượng Kiev sẽ phải lựa chọn hoặc là chiến đấu đến cùng ở Selidovo hoặc là rút lui khỏi thành phố này trước khi bị Nga đóng nắp vạc dầu. Trong tương lai gần, điều này có thể dẫn tới sự sụp đổ của toàn bộ mặt trận Kurakov. Mặt trận quốc giao tranh dữ dội. Trên mặt trận quốc, các cuộc giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở một số khu vực. Tại quận Kurenevo, một xe bọc thép International Mapro của quân đội Ukraine đã bị phục kích ở lối vào phía đông của Kremlin-Ai tại một ngã tư. Theo đoạn phim đã công bố, một nhóm trinh sát đã bắn trúng xe bằng 4 phát RPG-7 từ cả hai phía. Khó có ai bên trong xe bọc thép có thể sống sót sau một cuộc tấn công như vậy. Đáng chú ý là khu vực này trước đây được coi là khu vực hậu phương và sự hiện diện của các đơn vị quân đội của Nga ở đây không được mong đợi. Trong khi đó, tại quận Suza, các cuộc đụng độ đã được báo cáo trên tuyến Dariino và Ivano-Dariino, nơi mà lực lượng Moscow đang cố gắng thiết lập quyền kiểm soát ổn định đối với cả hai khu định cư. Ở phía bên kia, giao tranh đang diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận Plekhovo. Cho đến nay, vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào. Lữ đoàn Anh Cà Đỏ Ukraine giờ ở đâu? Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 47 được mệnh danh là Anh Cà Đỏ của quân đội Ukraine đã được rút ra để tăng viện cho mặt trận quốc. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine một lần nữa điều lữ đoàn 47 tới chiến trường quốc, nơi giao tranh ác liệt nhất,
Rõ ràng, tướng Siki và bộ tham mưu của ông có ý định tăng cường sức mạnh tấn công của quân đội Ukraine, tránh bị đánh bại trên chiến trường quốc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky. Là ngôi sao nổi tiếng, được tổ chức, biên chế và trang bị vũ khí NATO, nhiệm vụ của Lữ đoàn 47 ở mặt trận quốc là tấn công Gruzkovo trên lãnh thổ Nga nhằm cắt đứt đường rút lui của lực lượng phản công Nga trong khu vực do Ukraine chiếm giữ. Tuy nhiên, kể từ khi vị trí phòng thủ của Nga đã được hình thành, số phận đang chờ đợi Lữ đoàn 47 có thể là một trận thua đậm. Trong khi Lữ đoàn cơ giới 47 đang tấn công dũng mãnh vào Gruzkovo, Tổng thống Zelensky tiến hành các hoạt động ngoại giao con thoi tại Mỹ trong mấy ngày qua, tích cực gặp gỡ nhiều nhân vật khác nhau nhằm tìm thêm nguồn viện trợ của phương Tây và giữ cho tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine sụp đổ trước tháng 11. Cho đến khi tình hình bầu cử Mỹ trở nên rõ ràng, thì cả lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 và lực lượng Kiev có mặt ở mặt trận quốc chỉ có thể dựa vào sức mạnh nội tại của chính mình và trông chờ vào may mắn do Mỹ và phương Tây không thể làm dịu cơn khát gần kề của họ trong lúc này. Su-35 của Nga tham chiến tại quốc. Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu Su-35S hỗ trợ chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine ở vùng biên giới quốc. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 9 tuyên bố máy bay chiến đấu Su-35S thuộc lực lượng không quân vũ trụ Nga đã yểm trợ cho máy bay và trực thăng tấn công vào các cơ sở và vũ khí trang bị của Ukraine tại tỉnh quốc. Bộ Quốc phòng Nga cho biết phi hành đoàn và phi công chiến đấu đã thực hiện các nhiệm vụ thường kỳ tại các khu vực biên giới ở tỉnh quốc. Trong các nhiệm vụ chiến đấu, phi công máy bay chiến đấu Su-35S đã tuần tra khu vực được giao và yểm trợ cho máy bay ném bom và tấn công, cũng như trực thăng của không quân, trong các cuộc không kích vào các cơ sở và thiết bị quân sự của Ukraine. Trong ngày 27 tháng 9, quân đội Nga đã đẩy lùi 5 đợt phản công của Ukraine về phía Lyubimovka và Kletkovo, đồng thời đẩy lùi 11 nỗ lực đột phá biên giới của Ukraine gần Novi Put và Medvedi. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị của Ukraine gần Lyubimovka, Dariino, Novi Put, Nikolaevo, Dariino và Blekhovo. Quân đội Nga đã tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine gần các làng như Kyoevo, Dariino, Komaki, Kazachia, Noglia, Lyubimovka, Malaya Noglia, Martilovka, Mikhailivka, Medvedi, Novaya Sorochina, Novoput, Olokha, Blekhovo, Pravda, Tostilov và Cheskaskaya Prochinoye. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã mất hơn 330 quân nhân, 16 xe bọc thép, bao gồm 1 xe tăng trong các cuộc giao tranh ở vùng quốc vào hôm 27 tháng 9. Thống kê của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga, thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 17.750 quân nhân, 131 xe tăng, 62 xe chiến đấu bộ binh, 97 xe bọc thép chở quân, 837 xe chiến đấu bọc thép, 533 phương tiện, 143 khẩu pháo, 31 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 8 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống pháo phản lực khác do Mỹ sản xuất, 8 bệ phóng tên lửa phòng không cùng hàng loạt thiết bị khác. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Asmat, Thiếu tướng Avdi Alaudinov, ngày 27 tháng 9 tuyên bố lính đánh thuê nước ngoài từng phục vụ trong hàng ngũ lực lượng Ukraine tại quốc đã bị hạ gục. Những lính đánh thuê này là mục tiêu hợp pháp và một số người trong số họ đã bị hạ gục. Trước đó, dự án Nemesida đã công bố dữ liệu về hơn 800 chiến binh Ukraine xâm nhập vùng quốc. Trong số đó có khoảng 200 lính đánh thuê từ nước ngoài, từ Israel, Armenia, Georgia, Jordan, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Moldova, Syria và các quốc gia khác.